Miễn chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tuệ Thẩm Giác Ngộ. Kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ luôn dồi dào sức khỏe, bình an và may mắn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về sức khỏe mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. 8 loại quả phụ nữ nhất định phải biết. Đẹp da, xóa nếp nhăn, người trẻ già cả chục tuổi. Không cần phải đến spa, bổ sung 8 loại trái cây dưới đây thì phụ nữ sẽ xóa sạch được nếp nhăn trên da mặt, mang đến một làn da căng mịn, mượt mà, khỏe mạnh từ sâu tận bên trong. Dù không dám nhìn vào sự thật, nhưng mà 5 tháng trôi đi, các nếp nhăn, vết chân chim sẽ bắt đầu xuất hiện, khiến cho phụ nữ ngày một già đi. Chính vì thế, bạn sẽ phải cần đến chăm sóc những phương pháp để trẻ hóa làn da, để duy trì được vẻ đẹp thanh xuân của mình. Là phụ nữ thì đừng bỏ qua 8 loại trái cây dưới đây để giúp xóa nếp nhăn, da mặt cực kỳ hiệu quả bạn nhé. 1. Anh đào, làm trắng sáng, trừ nhăn, mờ, ban nám. Anh đào được mệnh danh là một loại quả làm đẹp. Nước của anh đào sẽ làm da mặt trắng nõn, hồng nhuận, trừ nhăn, tan ban nám, là một nguyên liệu của không ít các sản phẩm làm trắng hiện nay. Anh đào không chỉ giàu vitamin C mà nó còn rất nhiều sắt, gấp tới 13 lần so với quả táo gai và gấp 20 lần so với táo thường. Ngoài hàm lượng sắt cao, nó còn giúp cân bằng CHR. Đây là một chất được tiết ra bởi nhân Pavan Chitawar ở vùng dưới đồi để đáp ứng với căng thẳng. Vitamin A thì trừ hoãn cái sự lão hóa, giúp kích hoạt các tế bào và làm đẹp cho da. Hoa anh đào được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để làm đẹp cho da. Sau đây là hướng dẫn sử dụng hoa anh đào để làm đẹp cho phụ nữ. Đắp mặt nạ. Không chỉ sử dụng trong thực phẩm, hoa anh đào cũng có thể được sử dụng để làm mặt nạ dưỡng da. Cách làm rất đơn giản. Lấy khoảng từ 8 đến 10 bông hoa anh đào tươi hoặc là đã được sấy khô cũng được. Nếu sử dụng hoa khô thì ngâm hoa với nước ấm trong khoảng 5 phút để hoa mở và mềm đi. Nghiền nhuyễn hoa anh đào để tạo thành một hỗn hợp sệt. Trộn hỗn hợp hoa anh đào với một số nguyên liệu tự nhiên khác có lợi cho da như là mật ong, sữa chua hay là dầu dừa để tăng cường hiệu quả hưởng da. Thoa đều hỗn hợp này lên mặt, tránh vào vùng mắt, vùng miệng. Để mặt nạ trên da khoảng từ 15 đến 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch mặt với nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm sau đó. Thứ hai, lựu có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Lựu đỏ thì có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Nó có chứa một thành phần gọi là axit alazolic, có thể bảo vệ các tế bào khỏi ô nhiễm môi trường và tia UV, nuôi dưỡng được các tế bào và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Axit alazolic sẽ mạnh mẽ hơn về mặt bảo vệ làn da khỏi bức xạ so với polyphenol có trong rượu vang đỏ và trà xanh, có thể làm chậm lão hóa da hiệu quả và ngăn ngừa được nếp nhăn. Chưa hết, nước ép của lựu sẽ góp phần cải thiện tình trạng da như là tăng độ đàn hồi này, làm cho da săn chắc. Để có được một ly ép nước ép lựu thơm ngon thì bạn có thể làm theo các bước như sau. Nguyên liệu: từ 2 đến 3 quả lựu và nước. Cách làm như sau. Rửa sạch lựu bằng nước để loại bỏ bụi bẩn hoặc là tạp chất trên bề mặt. Tách lựu ra thành hai nửa, ép từng nửa quả lựu một, loại bỏ hạt lựu qua một cái dây lọc. Tiếp đến là đổ nước ép lựu vào ly, rồi thêm thêm đá viên để làm mát, rồi uống. 3. Dưa chuột, chống lão hóa da và giảm nếp nhăn. Dưa chuột thì vốn rất ngon và phổ biến, giòn, mềm, thơm, được giới yêu làm đẹp vô cùng ưa thích.
Nó thì giàu carbon hydrate và axit amin cần thiết cho sự tăng trưởng và hoạt động sống của con người, cũng như là vitamin phong phú, cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho da và cơ bắp, có thể chống lão hóa da hiệu quả và giảm sự phát sinh nếp nhăn. Dưa chuột thì rất giàu axit trái cây, có thể làm sạch và làm trắng cho da, loại bỏ cháy nắng và tàn nhang, và làm giảm dị ứng cho da. Mặt nạ của dưa chuột có thể tự làm tại nhà một cách dễ dàng và không mất nhiều thời gian. Bạn cần phải chuẩn bị một số nguyên liệu cơ bản như sau. Một quả dưa chuột, máy xay sinh tố, lưới lọc, dụng cụ đựng đồ. Dưới đây là cách tự làm mặt nạ dưa chuột với công thức cơ bản. Xay hoặc là xay nhuyễn nửa quả dưa chuột chưa gọt vỏ trong máy xay sinh tố cho đến khi tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Tách nước ép khỏi phần hỗn hợp trên qua một cái rây. Thoa nước ép dưa chuột lên mặt. Để mặt nạ trên da trong khoảng 15 phút. Rửa sạch mặt nạ với nước mát hoặc là nước ấm ấm. Cuối cùng, dùng khăn mềm thấm khô mặt của mình. 4. Ô liu giúp các tế bào da chống lại sự xâm hại của môi trường bên ngoài. Cây ô liu là một biểu tượng cho sự sống và sức khỏe. Ngoài việc được sử dụng như là một thực phẩm lành mạnh, nó còn có tác dụng làm đẹp nổi bật hơn. Từ lá đến quả của cây ô liu đều có thể chiết xuất tinh chất để chăm sóc cho da trên toàn cơ thể người. Sau khi tắm, bạn sẽ nhẹ nhàng lau khô da, sử dụng dầu ô liu như là một loại kem dưỡng ẩm và massage lên da của bạn khi mà nó vẫn còn hơi ẩm. Ngoài ra thì bạn có thể thoa dầu ô liu lên mặt, tay, chân khi ngủ để tận hưởng làn da ẩm, mềm mịn vào buổi sáng. Khi bạn già đi thì làn da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa với nhiều nếp nhăn. Dầu ô liu sẽ giúp cho bạn chống lão hóa rất là sớm. Nhẹ nhàng xoa một ít dầu ô liu ấm lên mặt, lên cổ, tay và chân của bạn trong ít nhất 15 phút. Làm điều này mỗi tối trước khi đi ngủ. Một lựa chọn khác là bạn trộn 2 muỗng mật ong hữu cơ, 1 muỗng canh dầu ô liu và 1/2 chén bột đu đủ chín. Trộn đều, thoa hỗn hợp này lên mặt. Để yên trong khoảng 5 đến 10 phút. Sau đó rửa sạch hỗn hợp bằng nước ấm. Sử dụng mặt nạ này 1 hoặc là 2 lần trong 1 tuần. Thứ 5, hạnh nhân, nhiều loại vitamin dưỡng nhan chống lão hóa. Phong phú các loại đường, axit trái cây, chất xơ, flavonoid, vitamin C, sắt, phốt pho, kẽm và các yếu tố khoáng chất khác. Hàm lượng vitamin B17 đặc biệt là vô cùng phong phú. Hạnh nhân thì giàu protein, chất béo, carotin, vitamin B, vitamin C, canxi, phốt pho, rồi thì sắt và các chất dinh dưỡng khác. Giàu khoáng chất và chất béo không bão hòa là từ thực phẩm. Nó có tác dụng làm mềm, nhuận, tư dưỡng, giữ ẩm rất tốt. 6. Nho chống lão hóa, giữ ẩm. Có chứa nhiều polyphenol, có chức năng chống oxy hóa, có thể ngăn chặn sự tăng sinh gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Nó cũng chứa axit tannic, axit citric, có thể tác dụng làm se da mạnh và giữ ẩm làm mềm. Ngoài ra thịt quả nho thì có chứa nhiều vitamin B3, các chất khoáng chất phong phú, có thể dưỡng ẩm sâu, chống lão hóa và thúc đẩy tái tạo lại tế bào da. 7. Chanh thúc đẩy trao đổi chất của da và ức chế sắc tố tích tụ. Trong một quả chanh có chứa nhiều vitamin B1, B2, vitamin C và các loại chất dinh dưỡng khác. Ngoài ra nó giàu chất axit hữu cơ, axit citrate, có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Rất là hiệu quả trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất của da, trì doãn lão hóa và ức chế sắc tố. Chanh thì có thể tẩy tế bào chết cho da. Ngoài việc là thành phần góp mặt chủ yếu trong các loại mặt nạ, nhờ lượng axit tự nhiên mà chanh tươi còn có khả năng tẩy được tế bào chết rất hiệu quả. Tùy thuộc vào mỗi loại da, bạn có thể thêm vào các nguyên liệu khác như là sữa chua này, hay là mật ong, muối
hoặc là trứng gà để tạo thành một hỗn hợp tẩy tế bào chết phù hợp nhất với bản thân mình. Thực hiện phương pháp này đều đặn từ 1 đến 2 lần một tuần, bạn sẽ thấy hiệu quả trông thấy. 8. Bưởi, axit citric cải thiện tế bào da. Trong quả bưởi có chứa một loại axit citric được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực da. Vỏ của trái bưởi thì sẽ giảm tỷ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nan do trứng tăng sắc tố, da khô cũng như là mụn đầu đen và trắng. Ngoài ra thì còn có tác dụng là trừ phong, hóa đờm, tiêu báng tích, tiêu phủ thủng. Lá của bưởi thì dùng nước lấu nước gầu đội đầu cho sản phụ, giúp cho tóc bớt rụng, bóng mượt, mềm và chắc hơn.